Sáng nay 14 tháng 2, hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 ở thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đi học trở lại sau 9 tháng ở nhà học online để phòng chống dịch COVID-19. Học sinh từ lớp 7 đến 12 ở thành phố Hồ Chí Minh đã đến trường trước đó. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, có hơn 80% phụ huynh học sinh tiểu học và gần 70% phụ huynh học sinh từ 3 đến 6 tuổi đăng ký cho con em đi học trực tiếp đợt này. Học sinh tiểu học thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện không bắt buộc. Đối với các học sinh đi học trực tiếp, giáo viên tổ chức hướng dẫn các hoạt động học tập theo nhóm, có giải pháp củng cố, bồi dưỡng kiến thức đối với những học sinh chưa học trực tuyến hoặc có học trực tuyến nhưng không đạt được yêu cầu về phẩm chất, năng lực. Đối với các học sinh chưa đi học trực tiếp sẽ tiếp tục học từ xa, hoàn thành các nhiệm vụ học tập theo hướng dẫn của giáo viên. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu giáo viên tiểu học dành thời gian hướng dẫn cho học sinh các thói quen phòng dịch COVID-19 tại trường, xây dựng nền nếp học tập, phân loại học sinh theo từng nhóm căn cứ vào khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh, tổ chức ôn tập kiến thức đã học trong giai đoạn học sinh học qua mạng. Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 21 tháng 2, các trường tiểu học sẽ thực hiện giảng dạy chương trình tuần 20 của năm học. Việc kiểm tra định kỳ dành cho học sinh khối 1-2 sẽ được thực hiện vào tuần 21.